áp đến em ạ. Anh áp gì vậy? Này, hai đứa nhỏ một đôi. Họ biết. Vô lý này. Tình cho hai đứa mật. Nhìn hai đứa thương quá. Ừ. Chắc là ở trên bàn xuống. Lên xe. Mẩy Thanh ơi, xuống cái chợ huyện vui quá. Người dưới xuôi xây cái nhà cao, ngửa đầu rơi cả cái mũ cối rồi. Thôi, A Nam ơi, mau mau xuống chợ huyện bán rau để còn lấy tiền mua sách đi học chứ. Mình xuống chợ thôi. Tiếng chim rừng chào mừng bình minh, hót trên cành rộn ràng đầy đó. Vượt hai qua núi đến trường, và đi bố nữ ngay đường ba nơi. Quê hương ta cao suối ngàn của ta, kìa đâu có bóng anh chàng hình như đang đói mặt nhợt cả đi. Ừ, bọn này lấy thích lắm, trêu nó đi. Ơi cắp lòng cậu mang trong túi có cái gì mà sao không nói. Trời ơi trông khiếp thế này, gạo rang và chú kiên càng mà ăn à. Ăn ngon ngon lắm, từng ăn thú vị của tao. Mẹ tao bắt chú kiến càng và thêm một chú nhái xào thật ngon. Ngon cực. Hỡi anh chàng vùng cao thân mến, sao đến trường mà không mang sách. Nhìn xem chúng tớ đây này, vở ghi bao thứ trong này nặng ghê. Tao không mang sách, sách tao để ở trường tao. Học sinh trong lớp tao nghèo, vậy nên sách để ở trường. Tiền mua không có nên thường hỏng chú. Thế sao ướt hết quần đùi kia, lớn thế mà mặc như cu tí. Mà sao cậu lại cười trần mà không có chút ngại ngần gì cơ. Tao không nên nói ra chúng mày sợ luôn. Vượt sông không có cây cầu, và dây đu đứt từ đầu phải bơi. Ôi mát quá mát quá. Hỡi anh chàng vùng cao nhỏ bé, đi đến trường gặp bao gian khó. Thì đây tất cả chúng mình tặng cho sách vở tới trường, rồi diêu nhân với bút mực bạn ơi. Nó bị lừa rồi. Tao vui ghê lắm, cảm ơn cái bụng của ngươi. Mùa xuân hoa nở trắng rừng, bọn tao ai cũng vui mừng. Cùng nhau ta hát từng bừng chào xuân. Giàng ơi, cái bụng người miền xuôi khơn túa rồi, nó bị con ma rừng bắt rồi. Cậu có muốn tôi đánh cho cậu tè dầm ra quần không hả? Giàng ơi, em chờ câu này lâu lắm rồi. Các cậu có biết bàn tay có những khe hở để làm gì không? Đeo nhẫn, hái rau, chơi piano. Bàn tay có những khe hở để chờ một bàn tay khác nắm lấy, trao nhau yêu thương. Ô thế à? Bây giờ tớ mới biết. Tiếng chim rừng chào mừng bình minh, hót trên cành rộn ràng đầy đó. Vượt hai qua núi đến trường, và đi bốn
đường bó nối. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, phía đâu có bóng anh chàng hình như đang đói mặt nhợt cá đi. Ơi cắp lông cậu mang trong túi, có cái gì mà sao không nói. Trời ơi trông khiếp thế này, gạo rang và chú kiến càng mà ăn. Ăn ngon ngon lắm, thức ăn thú vị của tao. Mẹ tao bắt chú kiến càng và thêm một chú nhái xào thật ngon, ngon cực. Hỡi anh chàng vùng cao thân mến, sao đến trường mà không mang sách. Nhìn xem chúng tớ đây này, vừa ghi bao thứ trong này nặng ghê. Tao không mang sách, dành tao để ở trường tao. Học sinh trong lớp tao nghèo, vậy nên sách để ở trường. Tiền mua không có nên thường hóng chú. Thế xạ ướt hết quần đùi kia, lớn thế mà mặc như cu tí. Mặt sao cậu lại cởi trần mà không có chút ngại ngần gì cơ. Tao không nên nói ra chúng mày sợ luôn. Vượt sông không có cây cầu và dây đu đứt từ đầu phải bơi. Ôi mát quá mát quá. Hỡi anh chàng vùng cao nhỏ bé, đi đến trường gặp bao gian khó. Thì đây tất cả chúng mình tặng cho sách vở tới trường, rồi siêu nhân với bút mực bạn ơi. Tao vui ghê lắm, cảm ơn cái bụng của người. Mùa xuân hoa nở trắng rừng, bọn tao ai cũng vui mừng. Chào xuân, mùa xuân hoa nở trắng rừng, bọn tao.